đi vào đây cà cái bồn vệ sinh cho anh. Eo ơi, thúi quá. Ê bạn thân, đi kiếm cái gì ngon ngon ăn không bạn? Mình còn chưa hết tiền bạn đâu đấy. Thôi mà, bạn lên xe đi. Mình có một cách ăn đồ ăn miễn phí ở quán anh Tippy đây. Thế thì đi thôi. Đi thôi bạn. Anh đây, các em đến mua gì đây? Anh bán cho bọn em cái gì cay cay. Không cay, đừng có lấy tiền của bọn em. Bọn em không phải lo đâu. Cái này nó rất chi là cay luôn này. Phải thử mới biết được. Cái gì vậy bạn ơi? Cái gì? Cây này cũng cay đâu mà cay. Ờ, cay mà. Béo thử ăn xem này. Thằng này trả tiền cho anh, dám lừa anh à? Tiền của em đây. Thế còn tiền thằng béo ở đâu? Kìa Hùng, trả tiền cho tao đi. Tiền đâu mà trả? Mày ăn thì mày tự đi mà trả. Xuống xe. Còn thằng này, bản mày về rồi, mày định tính sao? Em bị oan. Anh Tippy đúng là con gà. Tưởng bắt được mình để trừng phạt mà dễ á? Còn lâu nhé. Anh tha cho em đi. Em bị thằng bản thân nó lừa. Không có tha thiết gì nữa hết á. Đi vào đây cà cái bồn vệ sinh cho anh. Eo ơi, thúi quá. Này, anh làm cái quái gì vậy? Mày định đâm xe vào quán tao đúng không? May mà tao phản ứng kịp thời. Dạ thế rồi con đâu? Kiểu này bố về bố đánh em chết. Tại em mà. Hôm nay em mua gì? Nói luôn đi. Bàn cho em cái gì cái ở quán anh đi. Cái thì em mới trả tiền anh đây. Ok em, chờ anh một chút. Sao mà lâu quá vậy anh? Ok rồi, có ngay đây. Của em đây, của em đây. Nhìn ngon đấy. Ui giời. Không cay gì hết, em không trả tiền đâu, em về đây. Ơ, sao lại không cay? Á, yêu ơi, cứt dê. À, mình có cay rồi. Ôi trời ơi. Anh đi. Cái gì vậy trời? Bán cho em 3 cái chân gà. Chân gà đây, tiền đâu? Anh thấy cái gì đây chưa? Nhẫn cưới của bố mẹ em đây. Nhẫn cưới thì sao? Hôm nay em vui. Em đổi chiếc nhẫn này lấy 3 cái chân gà. Thật không? Anh mà nói nữa là em không đổi nữa đâu đấy. Đổi 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 đổi. Đưa nhẫn cho anh. Nhẫn của anh đây. Nhưng mà em về mới được mở ra đây. Chắc là cái nhẫn quý giá lắm đây. Ôi trời ơi. À! Thằng kia, đứng lại. Mày đang còn cười được à? Mày làm cái quái gì vậy? Em đang có tập võ nên em lỡ chân. Anh làm cái quái gì vậy? Anh cũng vừa lỡ tay rồi em ạ. Đứng dậy. Lặt đồ ăn lên. Ủa? Gì đó? Em xong rồi. Em về đấy. Ơ? Thế em không mua cái gì nữa à? Anh hung dữ quá, em không mua hàng của anh nữa đâu. À, ý sợi. Anh Tippy ơi, bán cho em đĩa mì chứ em đói lắm. Ơ, quán anh còn có một gói mì tôm. Anh cứ mang ra đây cho em đi, chứ em có cái này. Ôi, Ao Hồng có tiền. Thôi, mình nhường cái phần này cho Ao Hồng. Của em đây nhé. Chúc em ăn ngon cái miệng. Mì này có cay không ai? Em nhìn đi, cay cấp độ 7 luôn em ạ. Anh đã nói thế, nếu mà mì này không cay thì không được lấy tiền em đâu nhé. Ok em luôn. Em tiếp đi, lần cho em tại gì tích. Chờ tính của em đây. Mì gì mà dở dạ, không cay một chút nào. Sao lại không cay? Anh không tin, thì anh cứ thử ăn mà xem.
Có cay đâu mà cay. Thôi em về thôi.